Được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm kiếm cơ hội nhập cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các cá nhân, tổ chức tư vấn mà. Theo luật di trú, chỉ những luật sư và thành viên của Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú thuộc Chính phủ Canada, gọi tắt là ICCRC, có giấy phép hành nghề chuyên nghiệp mới có thẩm quyền tư vấn đại diện hồ sơ và thay mặt khách hàng liên hệ sở di trú để giải quyết những vấn đề xảy ra trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ. Với trên 15 năm kinh nghiệm, Aline Xuân Uy Nguyễn, thành viên của ICCRC, đã thành công trong việc hỗ trợ hàng chục ngàn trường hợp định cư thành công tại Canada. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Xuân Yên xin phép được chia sẻ một vài câu hỏi mà chương trình nhận được rất nhiều từ khán giả trong tuần vừa qua. Câu hỏi có liên quan đến diện du học sinh từ Việt Nam sang Canada du học. Câu hỏi như thế này: ở độ tuổi nào thì nên cho con đi học? Cần bao nhiêu tiền thì đi du học mới đủ? Và cha mẹ đi theo sẽ được ở lại bao lâu? Trước tiên thì cái câu mà ở độ tuổi nào nên cho con em đi học, thật sự nó không nằm trong một cái công thức nào và cái bộ luật nào cả, cho nên không có đúng hay sai, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và hoàn cảnh gia đình của phụ huynh học sinh. Theo những cái chính sách trường học ở Canada, từ tiểu học trở đi thì mình thấy các trường học đã nhận học sinh quốc tế đến học rồi, cho nên ở độ tuổi nào thì cũng có thể đi du học cả. Còn ở độ tuổi nào nên đi là do phụ huynh tự quyết định. Theo ý kiến của Xuân Uyên thì như thế này, mình nên cho các cháu đi du học ở cái độ tuổi mà mình nghĩ là con mình có một chút xíu tự lập, biết chăm sóc cho mình và có một cái chút kiến thức, nhận thức về căn bản cuộc sống rồi thì mới nên cho đi. Thì đối với Uyên là khoảng sau lớp 8, lớp 9 là tuổi đẹp để mà đi du học. Tại sao? Ở cái tuổi này á, các cháu sẽ có thể tự chăm sóc cho mình và tự ứng phó trong mọi hoàn cảnh mà không có mình ở đây. Thứ hai nữa là khi mà các cháu hòa nhập vô cái cuộc sống này, xã hội này thì các cháu sẽ đón nhận được một cái nền văn hóa mới và một cái ngôn ngữ mới mà hoàn toàn không bị mất đi cái văn hóa riêng và ngôn ngữ riêng của mình. Và đối với Nguyên đó rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà mình cho con mình đi học ở cái lứa tuổi quá nhỏ, có nhiều phụ huynh cho con mình đi học ở lớp 1, lớp 2 thì cái kết quả là như thế này. Nguyên đã thấy có một vài gia đình là không một thời gian ngắn sau thôi thì con mình không nói được tiếng Việt với mình nữa và cha mẹ thì lại không đủ khả năng tiếng Anh để mà chia sẻ và dạy dỗ con mình một cách sâu sắc, cho nên cái khoảng cách của cha mẹ và con cái từ từ nó dần xa. Cho nên đối với Uyên thì phụ huynh học sinh là người quyết định và phải chuẩn bị tâm lý cho con mình thật là tốt. Bao nhiêu tiền thì mới đủ đi du học? Thì hay nói như thế này, cái chi phí mà du học một năm á, từ trường tiểu học cho đến trung học, mà đối với trường công đó thì cái tiền phí học một năm thì trên 15.000 Canada một chút xíu. Đối với những cái trường tư, đa số là từ trung học cơ sở và trường trung học đó, thì Xuân Nguyên thấy cái phí học một năm nó uyển chuyển từ 10.000 tới 17.000, có trường lên tới 20.000 và tùy theo cái trường mình chọn, cái chất lượng mỗi trường mỗi khác nhau ha. Đến cao đẳng với đại học thì nó uyển chuyển từ 15.000 trở lên và tùy theo cái trường nào mình chọn và tùy theo bao nhiêu môn học cái người học sinh đó họ chọn trong một khóa. Đó là chưa tính tiền ăn tiền ở. Nếu như mình tính luôn tiền ăn tiền ở, không có người thân ở đây thì mình nên cộng thêm trên dưới 10.000 nữa. Thì quý vị có thể sẽ tính coi bao nhiêu năm học mình có thể cho con mình đi học ha. Rồi câu cuối cùng là cha mẹ đi theo ở được bao lâu? Thật sự thì cái visa cấp cho cha mẹ đi thăm con nó cũng giống như bao nhiêu cái visa du lịch khác. Mỗi một lần vào Canada sẽ được 6 tháng. Tuy nhiên lưu ý, nếu vì lý do gì đó mà ngay cái hải quan, ngay cái border đó mà cái người hải quan họ ký giấy cho mình một cái thời hạn ở lại ngắn hơn 6 tháng, ví dụ như 2 tuần, 3 tháng thì mình phải theo cái hạn đó. Nhưng mà đừng có lo, ở đây nó có một cái thủ tục cho phép mình gia hạn xin ở lại thêm với con mình. Và theo kinh nghiệm của Xuân Nguyên thì trong mười mấy năm qua, mà nếu quý vị có con nhỏ mà du học ở đây thì khi mà xin gia hạn lại thì đa số là họ đều cho cả. Và cái thời gian mà họ cấp cho ở lại thêm có khi lên tới cả năm trời ha. Thì đó là cái kinh nghiệm mà Xuân Nguyên muốn chia sẻ với quý vị. Và vừa qua là cái thông tin về du học sinh, hy vọng là giải tỏa được những thắc mắc của quý vị. Trong những cái kỳ tới
thì chúng tôi sẽ có tiếp những cái video liên quan tới di dân và di trú. Cho nên là mời quý vị tiếp tục gửi những cái thắc mắc của mình về email của chương trình tại comingtocanada@culturerus.com. Và đừng quên nhấn nút subscribe để mà tiếp tục theo dõi những cái chương trình video kế tiếp của chúng tôi.